Xin chào mọi người, hôm nay thì em có làm cái video này để trả lời bình luận của một bạn. Bạn ấy bảo là bạn ấy rất thích là nuôi corgi, nhưng mà đang phân vân là không biết là nên nuôi corgi tem hay là corgi cardigan ấy. Thì em có làm một cái video này để trả lời, hy vọng là bạn ấy có thể nhìn thấy và hy vọng là mọi người sẽ hiểu biết cho mọi người nhé. Thường thì corgi chia ra làm corgi tem và corgi cardigan thì hầu như là nó cũng không khác nhau là mấy đâu mọi người ạ. Về màu lông thì gần như là giống như nhau luôn mọi người nhé. Thì cũng sẽ là có những cái màu lông điển hình như là trắng vàng này, cam vàng này, hoặc là nâu đen trắng thôi mọi người ạ. Hầu như là giống nhau thôi. Chỉ khác nhau duy nhất là cái dòng corgi cardigan thì là có đuôi, còn là corgi pen thì là không có đuôi mọi người nhé. Nên là thứ nhất là sẽ dựa vào cái sở thích của mọi người. Mọi người có thích những bé cún có đuôi hay không? Nếu mà thích có đuôi, để các bạn kiểu như các bé cún vẫy đuôi ấy mọi người, thì mình có thể lựa chọn nuôi cái dòng cardigan. Còn nếu mà mình các thích cái bé cún mà mông to ấy ạ, chân ngắn mông to, và mình có thể sau này mình cắt tỉa mông thành hình trái tim ấy, thì mình có thể lựa chọn những bé corgi dòng pem nha mọi người nhé. Đấy là một trong những cái lựa chọn tuyệt vời luôn. Thứ hai là vào cái mục đích nuôi của mỗi người. Nếu mà các bạn nuôi các dòng cún là thích cái dòng cún là thân thiện nuôi để làm cảnh, thì mình lựa chọn là hai dòng nào cũng được hết. Tại vì các bé cún này, hai dòng này đều là cực kỳ thân thiện và cuốn người và trung thành luôn, là mình nuôi dòng nào cũng được nhé. Còn nếu mà mình thích nuôi các bé cún mình thích nuôi để trong nhà thôi ấy, mọi người, thì có thể lựa chọn cái dòng cardigan nhé. Vì những cái bé cún corgi dòng cardigan thì sẽ có tính cách là tăng động và mạnh mẽ hơn đấy mọi người. Giống như là khứu giác, thính giác cực kỳ phát triển, nên là sẽ giữ nhà trong nhà tốt hơn. Còn những cái bạn corgi pem này thì sẽ thiên về tính cách dịu dàng và hiền lành hơn một chút. Nếu mà nhà mình có trẻ con, trẻ nhỏ ấy ạ, mình muốn nuôi để làm bạn ấy, thì mình có thể lựa chọn những cái bé corgi pem này này, thì là một trong những cái người bạn đồng hành cùng các bạn đấy là cực kỳ tốt luôn nhé mọi người nhé. Đây mọi người thấy này, những cái bé pem này thì rất là hiền lành và thân thiện luôn. Nói chung là hai dòng, mỗi dòng thì sẽ có một ưu và nhược điểm hơn, nhưng mà tùy thuộc vào thứ nhất là sở thích của từng người, thứ hai là mục đích nuôi của mọi người, để mọi người lựa chọn được những cái bé cún nào mà ưng ý nhất, phù hợp với cái điều kiện kinh tế ở nhà mình thôi nhé mọi người nhé. Rồi xin chào mọi người.